xa, từ nơi phía cuối con đường. Không lo ngày mai, ta có thân ta bước qua rõ cuộc đời này. Chẳng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao ngày mù răng, giờ nếu chân ta bước xếp ba lô này. Nhìn thật xa, từ nơi phía cuối con đường. Không lo ngày mai, ta có thân ta bước qua rõ cuộc đời này. Chẳng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Có mặt ở hang táo. Uầy, nhìn đi. Thiêu đốt trái tim. Chết luôn vào giây phút này. Chết luôn rồi, mình làng hổ thôi. Các bạn, vậy là cuối cùng mình đã có thể chinh phục được hang táo. Yeah. Ở đây, nơi đây thì được mệnh danh là vùng không sóng, không sóng điện thoại và không có điện luôn. Ở đây thì gọi là một cái làng nguyên thủy thuộc bản Tà Số, xã Trường Hắc, huyện Mộc Châu. Và nơi đây thì không có gì ngoài khung cảnh tuyệt vời.